Mới đây, U23 Việt Nam đã có buổi giao hữu kín với U23 Jordan. Rất nhiều bài học đã được thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn rút ra trong trận đấu này. Cùng với đó, chiến lược gia 56 tuổi cũng khiến người hâm mộ và giới chuyên môn bất ngờ với đội hình ra sân độc lạ của mình. Ngay bây giờ, Nextsport sẽ cập nhật tới các bạn những tin tức nóng hổi trong bản tin bóng đá mới nhất ngày 12 tháng 4. Sau đây là những thông tin chính. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ ra điểm yếu của đội tuyển. Đội hình thi đấu cực lạ của U23 Việt Nam. Thêm ngoại binh muốn nhập tịch Việt Nam. Nam Định muốn mua Hoàng Đức. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn chỉ ra điểm yếu của đội tuyển U23 Việt Nam. Mới đây, U23 Việt Nam đã có trận giao hữu kín với U23 Jordan để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đoàn quân thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có một trận đấu rất tốt khi cầm hòa đối thủ xuyên suốt 90 phút chính thức, chỉ phải chịu thất bại trên chấm phạt đền. Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân 56 tuổi cho biết: trận đấu hôm nay với tuyển U23 Jordan rất bổ ích. U23 Việt Nam đã chơi với hai đội hình khác nhau, mỗi hiệp đấu một đội hình. Nhìn chung, mọi thứ vẫn chưa theo ý muốn, nhưng tôi thấy các cầu thủ đã có những dấu hiệu rất lạc quan. Chơi với hai đội hình khác nhau nhưng chất lượng thi đấu thì lại không hề thay đổi. U23 Việt Nam thậm chí có cơ hội ghi bàn, đến lượt sút luân lưu, đó cũng là mục tiêu chúng tôi đặt ra trước trận đấu này. Đây là hình thức tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu. Ở loạt luân lưu may rủi, tuyển U23 Việt Nam đã thua, nhưng xét toàn cục, trận hòa là xứng đáng với cả hai đội bóng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói. Sau cùng, chiến lược gia quê Khánh Hòa vẫn chưa quá hài lòng về màn trình diễn của các học trò. So với những yêu cầu về đấu pháp, các cầu thủ thực hiện chưa được tốt lắm. Nhưng đó không phải là điều đáng ngại, chúng tôi vẫn chưa hề nhả khối lượng. Tuyển U23 Việt Nam vẫn còn quỹ thời gian 6 ngày nữa để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên với U23 Kuwait. Nhìn chung, các cầu thủ thể hiện tốt về mặt kỹ năng dù các miếng chiến thuật chưa được hoàn hảo cho lắm. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nói thêm. Đội hình thi đấu cực lạ của U23 Việt Nam. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã khiến giới chuyên môn bất ngờ với đội hình ra sân cực lạ của U23 Việt Nam trong trận giao hữu kín với Jordan. Cụ thể, bắt chính trong khung gỗ là thủ môn Nguyễn Văn Việt, bộ ba trung vệ là Lương Duy Cương, Nguyễn Ngọc Thắng, Lê Nguyên Hoàng. Hành lang biên được chấn giữ bởi Hồ Văn Cường, Hoàng Văn Toản, Võ Hoàng Minh Khoa và Nguyễn Thái Sơn là hai tiền vệ trung tâm, trong khi hàng công của U23 Việt Nam là sự góp mặt của bộ ba Nguyễn Đình Bắc, Võ Nguyên Hoàng và Nguyễn Văn Tùng. Đây được xem là những thử nghiệm cả về mặt con người lẫn chiến thuật của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Lần đầu tiên, cả ba tiền đạo Đình Bắc, Nguyên Hoàng và Văn Tùng được xếp đá chính cùng nhau, trong bối cảnh cả Nguyên Hoàng và Văn Tùng đều là mẫu trung phong cắm có thể hình, tỷ đè tốt. Theo chia sẻ từ một thành viên U23 Việt Nam, tùy vào thời điểm, lối chơi này có thể được biến chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1. Thêm ngoại binh muốn nhập tịch Việt Nam. Câu lạc bộ Bình Định ở mùa giải này đang sở hữu cặp tiền đạo ngoại binh chất lượng là Alan và Leo Arthur. Với phong độ ấn tượng của cá nhân Leo thời gian vừa qua, đại diện hội cổ động viên Bình Định đã hỏi cầu thủ người Brazil liệu có muốn khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam hay không. Cầu thủ 29 tuổi đã không hề ngần ngại mà trả lời có. Leo Arthur thi đấu tại Việt Nam từ tháng 10 năm 2023. Vì thế, cầu thủ này sẽ cần phải thi đấu thêm 5 năm nữa mới đạt đủ điều kiện về thời gian để nhập tịch Việt Nam. Ngoài Leo, hai chân sút khác người Brazil là Rafael Sơn và Henrio cũng đang mong muốn có quốc tịch Việt Nam. Đồng thời, cả hai đều không ít lần bày tỏ mong muốn được thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Nam Định đang muốn mua Hoàng Đức. Trong những ngày vừa qua, thông tin tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức sắp hết hạn hợp đồng với Thành Công Viettel được báo giới đặc biệt chú ý. Tiền vệ sinh năm 1999 hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ các câu lạc bộ trong nước lẫn quốc tế. Theo nguồn tin từ báo Dân Việt cho hay, câu lạc bộ Nam Định đang rất muốn có được sự phục vụ của chàng trai quê Hải Dương để tăng cường sức mạnh vào thời gian tới. Thậm chí, đội chủ sân Thiên Trường còn sẵn sàng chi 1 triệu đô để ký hợp đồng với cặp tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Đức Chiến sau khi mùa giải năm nay khép lại. Nếu điều này xảy ra, Nguyễn Hoàng Đức hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ nhận lương và lót tay khủng nhất của bóng đá Việt Nam. Indonesia nhận định đối thủ qua trận đấu của U23 Việt Nam. Sau trận đấu giao hữu kín giữa U23 Việt Nam và Jordan, truyền thông Indonesia đã dành sự quan tâm đặc biệt tới cả hai đội, với Super Bowl ID đăng tải bài viết với tiêu đề U23 Jordan và U23 Việt Nam phải đá luân lưu, U23 Indonesia xứng đáng được tự tin hơn. Nhận xét về màn trình diễn của Việt Nam, cây bút Taufik Batubara cho rằng đối đầu với những cầu thủ cao to và có thể lực tốt của tuyển và có thể lực tốt của đội tuyển Jordan, U23 Việt Nam đã áp dụng lối chơi chặt chẽ, hóa giải khá tốt đối thủ. Dù bị đối thủ gây áp lực, nhưng đội tuyển U23 Việt Nam vẫn tổ chức những pha phản công nhanh và sắc bén. Trên chấm luân lưu, U23 Jordan đã giành chiến thắng 4-3 trước U23 Việt Nam.
đội bóng của Shin Tae-yong xứng đáng được tự tin hơn về khả năng đánh bại Jordan. Thực lực hiện đang vượt lên trên đội tuyển Việt Nam, đặc biệt là sau 3 trận thắng liên tiếp ở cấp đội tuyển quốc gia. Chứng kiến khả năng của U23 Việt Nam cầm hòa Jordan trong thời gian đá chính, ít nhất huấn luyện viên Shin Tae-yong có thể đo lường được mức độ sẵn sàng giành chiến thắng ở vòng bảng của U23 Indonesia trước Jordan. Trong khi đó, The Suara nhận xét đối thủ của U23 Indonesia tại vòng chung kết U23 châu Á 2024. Tại vòng chung kết U23 châu Á 2024, chỉ có thể giành chiến thắng trên chấm phạt đền trước U23 Việt Nam trong trận đấu thử nghiệm trước thềm giải đấu. Dù Jordan hòa và giành chiến thắng chung cuộc 4-3 trong loạt sút luân lưu, nhưng điều này không làm cho U23 Indonesia lo lắng. Cực sốc, huấn luyện viên Shin Tae-yong tặng tiền cầu thủ Indonesia. Toàn đội Indonesia đang ở Qatar để chuẩn bị cho giải U23 châu Á diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5. Điều đó khiến cho các thành viên của đội bóng buộc phải ăn mừng lễ Eid al-Fitr xa gia đình của họ để bù đắp cho các thành viên của U23 Indonesia. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đã chơi lớn khi tặng mỗi người 100 USD, tương đương với gần 2,5 triệu đồng. Tờ Bola viết, dù cả đội phải thi đấu xa nhà, nhưng tất cả đều cảm nhận được sự ấm áp trong đại gia đình U23 Indonesia. Huấn luyện viên Shin Tae-yong đã phát tiền trợ cấp cho các cầu thủ và toàn thể thành viên của đội. Mỗi người nhận được 100 USD, tương đương với 1,5 triệu rupiah. Theo đó, trợ lý của ông Shin Tae-yong đã đăng tải khoảnh khắc ấm áp này lên mạng xã hội, kèm theo đó là dòng trạng thái: khi huấn luyện viên Shin Tae-yong đưa ra, tôi không thể lấy thêm được nữa. U23 Uzbekistan triệu tập sao 5 triệu đô đấu Việt Nam. Như thông tin đã đưa trước đó, U23 Uzbekistan dường như chấp nhận việc không có được sự phục vụ của ngôi sao số 1 là Asbobek Feyzulayev ở vòng chung kết U23 châu Á 2024. Nguyên nhân là do giải đấu trên đất Qatar không nằm trong thời gian thi đấu chính thức của FIFA và ngay từ ban đầu, câu lạc bộ CSKA Moscow cũng không hề có ý định để cho trụ cột của mình về tập trung. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, cầu thủ này đã được đồng ý cho về thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á 2024. Ngôi sao số 1 của U23 Uzbekistan sẽ bỏ lỡ 2 trận đấu đầu tiên ở vòng bảng và vẫn kịp ra sân ở cuộc so tài với U23 Việt Nam vào ngày 23 tháng 4. Rõ ràng, đây là điều khiến Việt Nam phải lo ngại. Đẳng cấp của cầu thủ này là không cần phải bàn cãi khi tiền vệ sinh năm 2003 là hạt nhân quan trọng trong lối chơi của U23 Uzbekistan tại vòng chung kết U23 châu Á 2022, cũng như là đội tuyển quốc gia ở hiện tại. Ở vòng chung kết U23 châu Á 2022, chính Feyzulayev đã thi đấu vô cùng ấn tượng và giúp Uzbekistan có được vị trí Á quân. Anh cũng thi đấu vô cùng ấn tượng ở Asian Cup 2023 vừa qua, cũng như đang là trụ cột của câu lạc bộ CSKA Moscow tại giải vô địch quốc gia Nga. Bản thân câu lạc bộ này cũng rất cần tiền vệ người Uzbekistan ở giai đoạn cuối mùa giải, nhưng vẫn để anh về thi đấu ở vòng chung kết U23 châu Á. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin bóng đá mới nhất ngày hôm nay của Nextsport. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên lịch phát sóng cố định vào lúc 5:45 sáng hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo. Hãy đăng ký theo dõi Nextsport để cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất.